Chào các bạn, một bối trận lạ lùng nhất trên đời từng xuất hiện trong bộ môn cờ. Cả đội hình như tán loạn bởi hàng loạt quái chiêu như trên trời rơi xuống vậy mà cao thủ đã bày biển. Hãy cùng xem chuyện gì đã xảy đến ở trong cuộc cờ có 102 này. Lần gặp giữa giang hồ đệ nhất sát thủ Triệu Phản Vĩ và dũng tướng Cát Lâm Vương Khoách năm 2019, giải dấp cấp lên tái của năm. Ở trong cuộc này, Triệu cầm tiên, pháo 2, bệnh 5, Vương mã 8 tấn 7. Triệu đưa ngựa nhảy lên, thì Vương lấy xe bệnh 8. Triệu cũng xe 172 xuất động, rồi Vương phi ngựa cánh còn lại bình phong tròn. Bố cục được Triệu lựa chọn, chốt 3 tấn 1, và Vương cũng mở chốt của mình. Triệu, mã 8 nhảy ra biên ải, còn Vương thì phi lên một hữu tượng. Triệu dùng pháo 8 qua hạ, và cuộc cờ bắt đầu sôi động hơn. Nước cờ chuẩn bị là pháo 8 bình 7 e mã để xe còn lại có thể xuất động. Hoặc là gì, sau khi Vương Khoách đưa mã 3 phóng vội lên cửa hạ, thì Triệu dùng pháo 8 bình 3 chém chốt và kiềm chế được mã bên kia. Thấy vậy, Vương Khoách cũng pháo 2 dâng qua để áp đảo. Nhằm câu chuyện xe của Triệu có thể xuất đầu, nhưng việc lộ diện về sau lại rất khó khăn. Tức là tới đây Vương lấy xe 1 bình 2 để giam cầm, và Triệu xe 2 tiến cửa hạ, tìm cách để ngăn chặn nước cờ dùng pháo 8 tiến qua để phong tỏa, giam cầm cả hai cánh của mình. Đương nhiên, Triệu không chịu như vậy. Tới đây về phía của Vương Khoách, dùng binh biên tấn 1 để thoát thân. Tức là câu chuyện đưa pháo này vọt sang lộ bên kia, giờ tìm cách để đe dọa, hoặc là nước cờ tiến 1 rất khó chịu. Tới đây về phần của mình, Triệu đã đánh ra một tiên thủ Vương Khoách phải bất ngờ, dùng chốt 3 tấn 1. Tức là gì, phế chốt để mãnh công, âm mưu là gì vậy? Nhưng Vương không còn cách nào lấy tường 5 tiến 7, thì chỉ trả lời đưa xe 2 bằng 6 đánh đuổi. Con ngựa này chính là mục tiêu, cho nên có vẻ như Vương cũng chỉ còn đúng lựa chọn là dùng mã 4 thoái về đường 3. Nhưng lúc này Triệu cũng chỉ cần mã 3 tiến 2 để chuẩn bị nhảy qua đe dọa. Đương nhiên, việc giải quyết cho mã 7 chẳng hề dễ dàng. Trước sau gì, việc lấy pháo để tạt biên thì đối phương cũng chỉ cần pháo 572 đánh đuổi. Còn câu chuyện đưa mã 7 rời về trung lộ, thế tiên của Triệu không cần phải bàn. Khi tới đây chỉ cần xe 8 tiến 1, cả hai cánh trái phải sẵn sàng cho một đợt tập kích mà Vương Khoách chỉ có trông đỡ tới khi nào bại thì thôi. Bởi vậy cũng là một lý do mà trong thực chiến, sau đợt cờ phế chốt đầy quyết liệt của Triệu Phản Vĩ, thì Vương đã quyết định là pháo 8 dâng hai nước để giữ căn. Thấy về Triệu, lệch pháo sang đuổi bắt để tiếp tục. Hẳn nhiên quân người này trước sau cũng phải quay về. Nhưng nếu như dùng mã 4 thoái 3, lúc này tình hình đã đổi khác, bởi vậy không thể nào làm. Lý do ở đây cũng khá đơn giản, Triệu chỉ cần thò xe lên để chốc đôi, bắt buộc là mã 7 phải quay tâm ngay, rồi tiếp tục là pháo 6 kê vào trung lộ. Binh đường 5 khó mà giữ mạng, là một thế cờ mãnh công mà Triệu Phản Vĩ dễ dàng để áp đảo đối phương. Mã nhập cung, tướng kiểu gì cũng phải khốn cùng. Cho nên đó là lý do trong thực chiến, Vương Khoách tháo chạy ngựa về, nhưng đành phải đau khổ làm một quân tưởng thứ 3. Bởi vậy đội hình lúc này đã trở nên lùng cùng hơn cả. Hai tưởng thì treo hai nẻo, mã thì nhập ngay vào tường trung lộ. Quyết định của Triệu Phản Vĩ cho hình cơ này, dùng pháo 3 để trốn chạy. Giờ Vương Khoách đưa mã 7 tiến đường 6, nhờ pháo này giữ căn đuổi vào xe. Bởi vậy Triệu đã không bệnh xe sang giam cầm vào ngựa, mà lại quyết định lấy xe 6 bệnh 3 để đánh tường. Vương Khoách hẳn nhiên đành phải dùng tường 7 tiến 9 để giữ lại. Giờ Triệu lúc này mới dùng mã 3 để tuần 4 phát triển sau, và Vương Khoách lấy mã 5 thoái về đường 7. Đau khổ nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành phải vậy giờ chuyển liên tục để từ từ có thể ổn định được đội hình thế trận. Còn hai tưởng mà cứ treo lên kiểu này, sớm muộn gì cũng toi. Quyết định của Triệu đưa pháo 4 để tấn chạy. Giờ Vương Khoách xe 8 tiến 2 để làm gì vậy? Tới đây Triệu dùng xe 3 bệnh ra đường 2, nhằm cả mã lẫn xe đuổi pháo 8. Thì Vương Khoách đã tìm ra một phương án để có thể giải bỏ cho chức năng phong tỏa, dùng xe 8 bệnh 6 để mời đổi. Nếu như ngay tại đây Triệu dùng pháo này quay về để diệt mã, thì việc của Vương Khoách đơn giản, đưa pháo 8 bệnh vào. Và thành thử Triệu Phản Vĩ đã không làm được gì. Thế cờ của Vương Khoách lại nhẹ nhàng hơn, khi sức ép tới đây đã hoàn toàn tan biến từ lúc nào. Bởi vậy cũng là lý do không đổi một cách tùy tiện, mà Triệu đưa pháo 4 tạt ra đường biên rút chạy. Và hẳn nhiên tại vì Vương Khoách khi mà pháo 8 đang nằm ở cửa tử, trước sau cũng phải giải quyết, giả thử lấy pháo 8 quay chạy về. Thứ tự này e rằng chẳng ổn thỏa, khi đối phương chỉ cần lấy pháo 6 bệnh giang, kiểu gì cũng là một thế quân giam cầm, cho dù có vùng vẫy cửa nào, xe pháo trên đường 2 thì không còn căn. Bởi vậy mặc dù xe pháo của Vương Khoách đang phong tỏa, nhưng cũng có thể phát biểu một cách ngược lại,
tức là Triệu tìm ra phương án để bắt từ từ quân pháo đường 2 của Vương phải lui ngay. Và thứ hai, cả mã lẫn xe, pháo còn lại cũng vậy, đã bị giam cầm bởi thế tam tử rất đầu của họ Triệu. Quân ở đường 7, vị trí này không phải là vị trí thích hợp, có thể chiếm đóng được dài lâu. Cho nên thế cờ này diễn ra, Vương phải bại. Trong thực chiến, thứ tử ổn thỏa hơn, được Vương lựa chọn, đưa xe 6 bệnh ra đường 1, để làm gì đuổi pháo. Sau khi Triệu lại đưa pháo sang, thì mới tổ chức đưa pháo 8 quay trái về, nhờ xe có thể yểm trợ. Mà nước cờ lấy pháo 6 bệnh 4 để giam cầm, Triệu không làm được gì cả. Thế đến Triệu, dùng mã 4 tấn 6 ngay. Bố trận mà nhị vị đã bày biển, càng tiếp diễn thì càng lạ lùng. Tới đây, xe phò mã gần như vẫn còn nghiêm chỉnh, chỉ là một màn đổi quân duy nhất giữa chốt 3 của Triệu và binh 7 của Vương Khuếch mà thôi. Vương Khuếch trong hình cờ đưa pháo 8 lạch sang mơ đổi, giản đi thế trận. Nhưng không đổi, mà Triệu pháo 6 bệnh 3. Tiên thủ của Triệu thật là khó chịu vô cùng, còn mã đường 7 nhìn đã bàn luận chính là mục tiêu. Đây không phải là vị trí tốt đẹp, đành phải dùng pháo 4 quay về yểm trở. Nhưng làm sao để lâu dài được mãi? Triệu đưa xe 2 bảy sang đuổi mã 6, thì Vương dùng mã 7 tiến 8 để liên hoàn. Bởi vậy mà hai tường của Vương Khuếch là ở vị trí xấu không thể tả. Tới đây quyết định của Triệu đưa pháo 4 bảy 2. Nước cờ tinh diệu đổ để xuyên thủng được hàng tuyến phòng ngự của Vương Khuếch vốn rất dày đặc với binh chủng. Tại vì sao? Không thể nào ngăn chặn là pháo 2 tấn 1 được cả. Tới đây giả thử đưa xe 1 bảy xe đường 8 thì mất quân. Pháo này diệt mã thứ nhất, xe này tiến 1. Rồi mã thứ hai cũng toi mạng, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu được. Bởi vậy trong thực chiến, nước cờ dâng pháo 1 khó cản. Vương Khuếch đã điều xe vào bắt mã của Triệu gây sức ép. Triệu lại đưa ngựa thúc tới ngay. Không ai có thể ngờ tới được, trong hình cờ này một mã một pháo có thể đi xuyên được hàng tuyến sĩ tưởng và xe pháo mã đông đủ của Vương Khuếch như vậy. Tới đây để ngăn chặn đi thì Vương Khuếch đã bệnh xe sang. Quân ngựa này buộc phải tháo chạy bằng đúng một lộ rất độc địa, làm mã 4 thoái về đường 2. Rồi Vương đã lấy pháo chồng sang để chuẩn bị cho một đòn cờ phản kích, hoặc là lấy xe này tả ra đường 8 chẳng hạn, khi xe có thể bắt pháo. Và lúc này pháo cũng đủ để thoát ngòi, nhân tiện bắt được xe. Bởi vậy Triệu muốn toàn thay chỉ còn cách lấy xe 4 bệnh 5, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, nhân tiện đánh ra một tiên cờ cũng chẳng hề dễ chịu. Xe này chém chốt chiếu rồi bắt luôn cả mã 8 kia. Bởi vậy Vương Khuếch xe 6 bệnh 5 chỉ có cách cố thủ. Và Triệu pháo 3 lại đưa vào, một cú tập kích bất ngờ nhưng ngoạn mục, chuẩn bị xe vẫn có thể diệt chốt được. Ra tay như vậy e rằng Vương Khuếch sớm vỡ trận với thế pháo khống của đối thủ. Cho nên tới đây xe 2 tấn 3 trưởng thì Triệu đưa xe 5 bệnh 3 đe tử ngay. Tự mình Vương Khuếch đang làm triệt tiêu về chức năng phòng ngự, hai sĩ lúc này đành phải bất đồng vậy. Nhưng cái hiểm chỗ là hai quân tưởng đã treo lên, một thì ngay cửa hạ, một thì ở biên ải, tác dụng chưa được bao nhiêu thì đã đành, mà kể cả hai ngựa đang còn liên hoàn nhau đúng ngay vào eo tưởng. Cho nên tới đây chỉ cần đúng một đòn tiếp tục là xe 3 tấn 1, trận địa của họ Vương lại vỡ tan tành. Cho nên cũng chỉ còn cách lấy xe 5 bênh 7, sang qua sàng lại mà phòng ngự. Còn Triệu thì xe 8 tấn 1 khởi hoành, chuẩn bị cho về sau có thể nhập cửa ngay. Thấy vậy Vương xi 6 tiến 5, còn ngoài ra cũng chẳng còn cách nào. Thì Triệu lấy pháo 5 bệnh 2. Nhưng điểm yếu chí mạng của Vương Khuếch lúc này liên tục bị đối phương quấy rối mà không hề có thời gian để ngơi nghỉ. Việc mã 8 chẳng còn có cửa nào để đi cả. Tới đây nếu như động đẩy thì mã 2 chỉ cần diệt luôn cả xe 7. Cho nên đành phải dùng binh 5 tiến 1 để lấy xe đường 2 mà yểm trở. Triệu phản vĩ, tưởng 3 tiến 5 đánh đuổi. Tại vì xe đường 2 mất can nên như đã bàn luận, pháo 2 buộc phải quay đầu về từ từ. Nhân tiện đe dọa ngược là vỗ vỏ bâng rồi bắt được xe. Nhưng về phía của Triệu cũng chỉ cần xi 6 tiến 5 phòng ngự. Vương Khuếch dùng mã 6 tiến 5 đạp được chốt đánh trả nhằm vào xe của Triệu. Xe của Triệu tháo chạy bằng một con đường không ai nghĩ tới cả, đưa xe 3 bệnh ra đường 1 ngay. Tức là câu chuyện chuẩn bị đục vào chốt rồi giam cầm đi tất cả, kể cả mã và xe ở trên đường 2 này. Cho nên quyết định của Vương đưa xe 7 bệnh ra đường 2 liên kết ngay. Triệu đưa mã 9 thoái về đường 7 nhằm vào pháo và tạo ra cuộc đổi. Sau khi đổi được thì quân xe này tấn thẳng lên, bởi vậy mà pháo 2 có thể diệt vào mã đường 8 ngay. Cho nên cũng là lý do pháo 2 của Vương Khuếch lại phải quay đầu thêm hai nước nữa. Và Triệu đưa mã 7 tấn 6 nằm ám phục chờ thời cơ.
Chuẩn bị sẽ là đòn cờ nào, nhưng ít nhất là câu chuyện đục thẳng vào binh ở đường 3 hay là binh lộ 5 khi thời cơ thích hợp thì vương khoái khó cản. Cho hình cờ này, lựa chọn của vương đưa mã đảo về nhằm vào pháo 2 của Triều. Pháo của Triều lại quay chạy, nhân tiện mượn mã đối phương làm ngòi để bắt xe ngay. Nước cờ rất tinh quái của Triều phản vi, cho hình cờ vương khoách lấy xe 2 quay đầu, nhiều pháo đường 6 yểm trở, rồi vẫn tạo ra cuộc đổi khi cần. Triều tới đây dùng pháo 2 tấn 2 nước để nằm ám phục. Vương khoách lại dùng binh tiến một ngay, nhân tiện là bắt xe, nhưng không thể nào để xem là một đòn phế không được. Khi xe tấn 1 thì pháo này chỉ cần trồng sang, xe mất mạng, Triều lại phải thua cờ. Cho nên cũng là lý do mà Triều lấy xe của mình rút chạy, đảo sang lộ bên kia. Vương khoách xe 2 bệnh 5 để chuẩn bị binh 5 tiến 1 ủi qua Hà. Cho nên Triều lại phải dâng xe lên để ngăn chặn. Và vương chốt 3 tấn 1 ngay. Cục diện càng tiếp diễn thì càng trở nên rối ren hơn cả. Cũng dễ hiểu mà thôi khi xe phá mã còn nguyên như vậy. Mà tới đây là đoạn gần cuối trung cuộc. Rõ ràng cho hình cờ nếu như dùng chốt này tiến 1 thì binh 5 của vương khoách sẽ qua được Hà. Còn nếu như xe 8 bệnh 7 vào thì pháo của vương một là có thể thọc đáy đủ sức để đe dọa, hai là dùng binh này tấn 1 vừa đổi xe vừa nhân tiện dùng pháo này bắt luôn cả mã bên kia, chắc chắn là vương sẽ được lời. Bởi vậy cho hình cờ Triều chọn cách còn lại là xe 6 bệnh 7 và vương xe 5 bệnh 4 sang đuổi mã, mà quân mã này trốn chạy, đương nhiên mã đã về xe. Bởi vậy tới đây về phía của Triều đã để nguyên vậy, đưa pháo 2 tạt ra đường biên. Lúc này âm mưu thật sự là gì, nhưng khi đối phương đã phế quân thì chẳng đơn giản. Nếu như vương Tây tướng Cát Lâm lấy xe này tấn diệt mã bại một cách thảm thương, khi đối phương lấy mã 2 tấn 1 để chém tường, chuẩn bị pháo này cắm mình sát chiêu, bởi vậy cũng chỉ còn cách dài pháo 6 này bệnh sang thì sẽ bị hở sườn, mã 1 tấn 3 nhảy chiếu được, tướng quân xuất cung rồi lại kê pháo vào. Mã nhảy đi thì xe này chỉ cần trồng ra một nước sát cổ, cho nên cũng chỉ còn cách lấy ngựa quay đầu về, nhưng bọc lót bao nhiêu cho đủ. Khi tới đây, đỏ chỉ cần lấy xe 7 bệnh 4 đánh chết hàng loạt, đương nhiên về phía của vương sẽ phải bại. Cho nên cũng là lý do cho nước cờ phế mã rất cao cường của mình. Mà trong thực chiến, vương khoách cũng chẳng còn cách nào cả, đành phải dùng mã 6 tiến 8 để ngăn chặn, ít nhất là thế công của Triều. Quân ngựa này với một quỹ đạo rất ma quái, nhưng tạm thời tới đây còn chưa có thể nào đi được. Và quyết định của Triều dùng xe này bệnh sang mời đổi ngay. Quyết định cuối cùng của vương khoách là xe 4 tấn 2, cứ tưởng là giản lược đi thế trận, nhưng không ngờ thứ tử rất khôn ngoan của Triều phản vĩ không phải là xe 8 bệnh sang, mà đưa pháo này vật lên là một cách rất khôn ngoan, phế luôn cả xe còn lại để chuẩn bị pháo 2 cắm lên trở thành sắt cổ. Cho nên vương khoách pháo 6 bệnh sang để ngăn chặn, và Triều lấy pháo 2 bệnh 5 vỗ chiếu ngay. Thấy vệ vương đưa tường 7 quay đầu, giờ mới đoạn dùng xe 8 bệnh sang để tiêu diệt. Vương khoách cũng dùng pháo 2 bệnh 8 đòi lại quân được, xem như nguy hiểm cũng không còn. Nhưng tới đây Triều lại dùng pháo quay về diệt được mã. Vậy là cuối cùng cả đôi ngựa của vương khoách vẫn phải ra đi. Và sau màn đổi xe, cục diện đã sớm rõ ràng hơn. Một kết quả vô cùng bất lợi cho Tây tướng tới từ Cát Lâm, thua một mã, làm sao để cầm cự. Triều phản vĩ tới đây sau nước cờ hồi pháo rất đẹp, lại nhân tiện đe luôn cả tường, cho nên tường chín tấn 7. Giờ đoàn đưa xe này trồng sang để chờ đợi. Chờ cho việc gì, giả thử xe này tấn lên 3 nước thì cũng chỉ cần đưa pháo để chém tường. Rõ ràng là kinh thành của vương cũng vỡ tán loạn. Tại vì tới đây cũng chẳng còn cách nào, tường 7 thoái vì đường 5 thì chỉ cần tấn xe này chiếu rồi rút về. Xe này mà không dâng lên cũng có thể thực hiện được đòn này, tại vì nhân tiện để rút về một trong hai pháo của đối thủ và tạo ra một cục diện đàn áp hoàn toàn. Đương nhiên đó là lý do mà vương khoách phải phòng ngự. Tới đây đưa tướng quân xuất cung hóa giải, và Triều bệnh xe vào, bắt buộc tướng quân lại vào trung lộ, rời xe 4 dâng hai trường, vừa chiếm giữ một con đường quan trọng, nhân tiện là gì bịt eo tường để dùng pháo này đánh vỡ trung tường, hoặc là cách còn lại xe 4 bệnh 2 gửi án tử vào một trong hai pháo của vương, vương cũng bại. Cho nên tới đây bệnh 5 tiến 1 thì Triều dùng pháo qua Hà vật được tường ngay, sĩ này tấn lên, rời đoàn dùng pháo 5 quay chạy về để mời đổi. Còn nếu như lấy xe 4 bệnh ra đường 2 sau đòn cờ giữ căn này, tường chỉ cần thoái thổ thành ra là cuộc đổi. Còn tới đây sau đòn cờ kích đổi mà việc pháo 8 bệnh 5 thì vương khoách sớm bại, khi mão 6 chỉ cần qua được Hà
giờ kết hợp với xe pháo thành tam tử. Quyết định của vương, pháo 8 cắm thẳng, tướng 5 rời về, rồi lại dùng xe 2 dâng lên ngay. Chiều phản vĩ, lấy xe này chiếm trung, tướng quân phải xuất, còn nếu như sĩ bộ thì sẽ bị rút chiếu và xe tử nạn. Còn tới đây chiều đưa xe 5 bệnh ra lộ 2 đánh bắt một trong hai, lại tiếp tục mất đi một quân, thua thê thảm. Vương Khoách vác pháo 8 chạy sang lộ 3. Giờ chiều dùng xe thoái diệt. Vương Khoách lúc này cũng dùng binh 5 tiến 1, tức là đuổi vào quân bảo vệ. Có lẽ đây là lý do mà vì sao Vương Khoách đã bỏ đi một pháo 8 như vậy, kiểu gì cũng đòi lại được một binh chủng. Thì Triệu Phản Vĩ dùng pháo 5 bệnh 1. Âm mưu của Vương Khoách xem như phá sản. Lúc này pháo đã chảy mất, nhân tiện còn ngoắc ngược về xe. Cho nên Vương Khoách tường bảy quay về trung lộ. Vào chiều đưa pháo tấn một mạch để ngồi chờ. Chờ cho việc gì, nếu những chốt này diệt mã cũng chỉ cần lao xe này để chiều tướng trước. Tường tấn một giờ đưa pháo vào sang, chỉ còn có xe chốt. Trong khi đối phương còn xe cặp pháo, Vương Khoách chỉ còn cách đầu hàng. Cho nên cũng là lý do không thể nào dùng chốt này diệt mã được. Vương Khoách đưa pháo để bắn tường, và Triệu Phản Vĩ dùng xe này cầm chiếu ngay. Tướng tấn một lại chiếu tiếp, tướng quay về, rồi bệnh pháo vào, chờ đợi là điệp pháo sát chiêu, cũng chỉ còn đúng lựa chọn. Xe 2 tạt biên, và chiều dùng mã 6 tiến 5. Vương buông cờ nhận thua. Khi đây là một sát chiêu không thể nào đỡ nổi, đội hình quá mạnh. Hai pháo, một xe, một ngựa, còn Vương Khoách thì lực đã bất tổng tâm, đành phải thua vậy. Còn tiếp theo là một cuộc rượt đuổi rất hấp dẫn giữa Tôn Ân Hảo và Liễu Đại Hoa, và sát chiêu cũng tuyệt đẹp. Trong cuộc thì Tôn Cẩm Tiên đã phi tưởng, Liễu pháo 8 bệnh 5. Tôn tới đây dùng pháo sĩ giáp đối trận, Liễu đưa mã 8 tấn 7 phát triển, rồi Tôn mã 8 phi lên và Liễu mã 2 tiến 1. Tôn chủ động bệnh xe đánh đuổi, Liễu xe 1 bệnh 2 giữ căn, rồi tiếp tục mở chốt 7 của mình. Liễu lấy xe còn lại lộ diện, và Tôn đưa ngựa phát triển thành quải giác, Liễu đưa xe tiến cửa hạ. Thì Tôn tới đây đã dùng xe trái lao qua ngay, ít nhất là câu chuyện đục thẳng vào chốt. Bởi vậy Liễu dùng pháo 2 bệnh 3 không cam tâm ép đổi. Về Tôn, nếu như lấy xe này tạt ra đường biên chém được chốt, nhưng đổi lại quân xe đường 2 của Liễu sẽ ra được trận, Tôn khó mà cầm cự. Cho nên quyết định đành phải thuận theo đối phương vậy. Mã 1 thoái về đường 2, giờ tiếp tục là gì, mã 7 tấn 6 ngay, để kịp lúc mà hóa giải cho đòn cờ dùng chốt 3 tiến 1 để uy lực của Liễu Đại Hoa. Tới đây Tôn Ân Hảo đội hình vẫn hết sức quy củ, Liễu dùng mã 2 tiến 1 và Tôn mở chốt 3 của mình. Giờ Liễu cũng dùng phương án là thông chốt biên, Tôn Ân Hảo lại điều xe vào. Sau nước cờ, tiến chốt còn lại thành lưỡng đầu giả, kể cả chiến ngựa đường 7 của Liễu Đại Hoa cũng đã bị giam cầm. Tới đây quyết định của Liễu, đưa pháo 5 quay trở về, và Tôn xe 3 tiến 3 trường, tìm cách để ra được trận. Liễu tường 7 tiến 5, Tôn dùng pháo khiếp vào, và Liễu binh 5 tiến 1, đây chính là câu trả lời khi thế trận đang ngày càng bế tắc. Chắc chắn thêm một nước cờ nữa binh ủi qua sông, rồi tiếp tục đưa pháo quật lên đường. Thấy vậy Tôn đã điều xe vào, chuẩn bị ám phục cho đòn cờ rất kín kẽ của mình. Sau khi Liễu dùng binh 5 tiến 1 thì lập tức đưa chốt này thủ tiêu. Những tưởng Liễu Đại Hoa sẽ dùng pháo này vọt lên, nhưng chẳng hề. Tới đây quyết định của Liễu là dùng chốt 3 tiến 1 để chuẩn bị tràn qua hạ. Nếu như ngay tại đây dùng chốt này tiến lên thì sao? Đương nhiên việc vỡ tưởng là có phần nào Tôn sẽ phải e ngại khi Liễu tiếp tục lấy xe 8 bệnh 3 sang, bắt buộc rằng tượng này phải tháo chạy, rồi từ từ đưa mã 1 tiến 2 để nhập cuộc. Rõ ràng cần chuẩn bị cho việc là xe 3 tấn 2 nước để mời đổi, kiểu gì về phía của Liễu cũng đầy đủ sức bật. Đương nhiên binh 5 của Tôn sớm muộn gì cũng bị đối phương tiêu diệt, cho nên sẽ chẳng hề có lợi chút nào nếu như cuộc diện tiếp diễn theo biến cờ này. Trong thực chiến thì Tôn phát giác ra một đòn đánh rất cao của mình là chốt 3 tấn 1 ngay, tức là trả lại binh cho đối phương. Nhưng nếu như xe của Liễu tiêu diệt vào thì sẽ bị mã 4 tấn 3, là một đòn cờ độc địa đủ để bất tử vào xe 7. Xe 7 lúc này cũng chỉ còn cách duy nhất để trốn chạy là phải dùng pháo này nổ chốt trước, sĩ 6 bổ lên, rồi mới phải xe 7 bệnh vào trung lộ. Nhưng việc của Tôn đưa binh 7 qua hạ, xe này buộc phải diệt đi, giờ tiếp tục lấy xe 4 bệnh 5 đủ để hóa giải. Tức là việc đối phương dùng xe chém tưởng thì Liễu cũng không làm được, mà tới đây pháo đường 5 chỉ còn đúng một cách chạy, hoặc là tạt đường 6 hay là đường 8, kết quả cũng giống nhau. Về phần của mình, Tôn chỉ cần đưa ngựa thúc lên đuổi vào mã 7, mã 7 cùng đường rút chạy về.
rồi đạp luôn cả trung tưởng, tưởng 3 phải tuấn diện. Tiếp theo là mã 6 tiến 5. Bỏ một mã nhưng đã lời một tưởng, và kiểu gì cũng đắc lại cả. Lúc này nhất thạch tam điêu, cả một xe và cặp pháo của Liễu Đại Hoa đang nằm ngay cửa tử. Kiểu gì cũng phải trả lại quân cho đối phương, và thế trận cũng bé bét. Cho nên đây hẳn không phải là một cách khôn ngoan. Khi đối phương đã phát giác ra một đòn đánh hay như vậy, tức là đòn cờ phế chốt của Thôn Ân Hảo, cho hình cờ này bình 3 tấn 1, thì Liễu chỉ còn cách trốn chạy. Xe 8 dâng lên, nhòm ngó vào bưng trúc lộ, và Tôn hẳn nhiên có một chốt đã qua được hà, đuổi vào mã 7. Liễu đã gấp rút, dùng binh này tiến 1 để mời đổi, và Tôn đã chấp thuận ngay. Sau khi Liễu Đại Hoa dùng pháo này quật lên chốt, vỗ chiều trước, xin sáu tiến 5, rồi tiêu diệt vào, Tôn cũng có cơ hội để giữ lại một binh rất quý giá của mình. Chỉ cần tiếp tục thêm một nước cờ nữa đủ đe dọa. Thấy vậy, Liễu Đại Hoa dùng xe quay về, và Tôn dùng binh tiến 1. Một là đe dọa lấy sĩ, hai là pháo này có thể cắm lên chiều tướng được. Liễu Đại Hoa giải quyết rất bất ngờ, tưởng 5 đã tấn 7. Bởi vậy mà âm mưu thứ hai của Tôn là không thể nào. Tới đây, Tôn Ân Hảo dùng mã 4 tiến 3 phát triển đe tưởng. Liễu chấp nhận cái giá rất đắt đỏ là tưởng 3 tiến 5 để cho đối phương lấy chốt này tấn diệt. Kinh thành đã sớm trở nên hỗn loạn. Liễu dùng tướng 5 tấn 1. Giờ cuộc cờ đưa về một cao trào không thể nào ác liệt hơn. Tới đây Tôn lấy C4 bằng ra đường 8 để chờ. Chờ chơi việc gì không phải là tiến chiếu tướng, mà chỉ cần tấn xe này lên bắt cả đôi. Bởi vậy về phần của mình, Liễu C8 đâm bằng 3, một là giữ pháo, hai là còn đe tưởng. Tôn thoát tưởng, rồi lại tiếp tục dùng pháo 5 quay chạy về. Tôn Ân Hảo đâm bằng pháo vào, và Liễu dùng pháo 3 rời hai nước ngay. Tới đây nhân tiện đe tử vào bên bên kia. Nhưng đổi lại cái giá của Liễu cũng chẳng hề rẻ. Khi Tôn chỉ cần tấn xe một mảnh, mã biên chắc chắn là toi mạng. Tại vì trong hình cờ cũng chẳng thể nào níu tưởng lên để giữ lại căn, khi đối phương lấy pháo 6 bình 7 lại càng thêm khó khăn, chồng chất khó khăn. Cho nên cũng là lý do ngay tại hình cờ này, Liễu chấp nhận dùng pháo này vượt chốt, và Tôn lại đắc tiếp một ngửa. Rồi Liễu Đại Hoa dùng xe này tiến lên, tấn công vào mã đường 3 của Tôn. Tôn thấy vậy đưa ngựa thúc tới mời đổi. Liễu chẳng đổi, đưa pháo trốn chạy ra biên này để chuẩn bị đe dọa vào một hàng tuyến sĩ tưởng cũng chẳng còn nghiêm chỉnh của đối phương. Tôn thấy vậy dùng xe này tiến chiếu ngay, không thể nào để cho đối phương đoạt được mưu đồ. Tới đây Tôn điều xe sang để ngăn chặn. Liễu pháo 9 bình 7 để thoát chạy, và Tôn dùng xe rời về hai trường chém chốt. Liễu tới đây lấy xe 3 bình 6 để đánh đuổi, ngựa của Tôn tháo chạy đúng lộ còn lại, rồi tiếp tục bình 4 tiến 1 ngay đuổi pháo. Pháo này đã tỏa ra, Liễu bổ sĩ phòng thủ ngồi, Tôn rời tường về. Liễu tiếp tục lại pháo 5 tiến hai nước, rồi Tôn mã 3 rời về trung lộ. Mặc dù đốc quân, nhưng tới đây thế trận của Tôn còn rất khó để điều chỉnh ra vị trí tiến công, cần phải tốn ít nhất là vài tiên cờ. Còn Liễu Đại Hoa dùng xe 6 rời về hai trường, quân binh lộ 4 lúc này trở nên có giá hơn cả. Chuẩn bị sẽ là gì, nhưng Tôn đầu tiên pháo 4 bình 3 kích đổi, thì Liễu giữ lại pháo của mình. Rồi Tôn mã nhảy lên thành ra cảnh chốc đôi, vừa xe vừa pháo, tức là ám chỉ cho câu chuyện mời đổi. Bắt buộc là bàn cờ sẽ chuyển ra một thế tàn, mà Liễu chỉ còn xe pháo chốt, tất nhiên đường tiến công sẽ khó khăn hơn. Trong hình cờ này Liễu xe 6 bằng 3 đe tưởng sát cùng, tưởng này trốn chạy, giờ đưa pháo 6 này nổ ra chốt, vừa chuẩn bị cho con đường cắm đáy sẽ rất nguy hiểm. Khi mà tướng thượng lầu, chốt này chỉ cần lệch ra nữa, chẳng khác nào là xong xe gõ hôn cả, thế pháo răng kiểu gì cũng bị đánh cho tơi tả. Cho nên tới đây Tôn lệnh pháo sang ngăn cản, và Liễu pháo 1 bằng 2. Nước cờ này thậm chí là còn nguy hiểm hơn, khi pháo tiến chiếu thành sắt cổ, từ lúc đó phải tấn 1, rồi xe này theo ngay. Bởi vậy Tôn lệnh pháo vào, và Liễu tiếp tục lập hình cờ cũ. Nếu như cứ để bất biến vậy, mặc dù Tôn đắc quân nhưng bị đối phương áp dụng vào luật và thành hỏa. Cho nên tới đây Tôn tường 7 tiến 9 để ngăn chặn, và Liễu xe 3 bằng 2. Đây hẳn không phải là một nước cờ nguội. Tại vì sao? Đồ pháo gánh của Tôn sẽ bị tơi tả, binh 4 chỉ cần tấn 1 mà thôi. Cho nên cũng là lý do Tôn dùng xe này điều sang bắt chốt. Chốt lại sang vẫn đe dọa như vậy, thì tiếp tục lại đuổi bắt, chốt lại đưa vào, rời pháo 8 bằng 7 để thoát chạy. Và Liễu tới đây nhanh như cắt lại dùng pháo quét luôn cả binh còn lại. Quân pháo của Liễu cứ sảng qua sảng lại một hồi,
cả một đám chốt của Tôn vốn đông đảo tới đây đã hoàn toàn bị bắt gọn. Bàn cờ càng tinh giản, về phần của Liễu lại càng dễ chơi. Tôn đến ngăn cản nước cờ pháo cắm của đối thủ, đã chủ động điều xe sang. Liễu bình pháo vào, Tôn theo xe, Liễu trốn chạy, rồi tới đây đã dùng xe quay chạy về, bắt cả đôi. Và Liễu đương nhiên dùng pháo tấn chiếu được. Xe lại quay về thì pháo chỉ cần đưa về hình cờ cũ mà thôi, nằm ám phục. Không thể nào cứ theo xe bắt mãi được. Lựa chọn của Tôn lấy tưởng năm đảo về. Và Liễu Đại Hoa mới dùng xe này cầm chiếu. Pháo 7 rời về hai trường, giờ chấp nhận mất luôn cả binh, mà là dùng xe 2 rời về hai nước để chốc đôi. Tức là vừa pháo đường 3 lẫn quân tưởng ở cánh biên. Bởi vậy Tôn bình pháo kê vào. Và Liễu phế luôn cả chốt mà dùng xe này để chém tưởng. Nếu như ngay tại đây Tôn dùng xe này diệt chốt thì sao? Không phải là xe 1 tấn 2 nước, mà chỉ cần dùng xe điều vào, kiểu gì quân pháo đường 7 của Tôn cũng mất mạng, đương nhiên là thế bại. Khi kinh thành đã tán loạn, cho nên cũng là lý do đưa pháo trốn chạy trước. Và Liễu dùng xe này tuần chiếu ngay. Mặc dù là mất quân, nhưng thế cờ của Liễu lại rất chủ động. Trong hình cờ này chỉ còn cách Tôn đưa tướng thượng lầu 2, thì Liễu dùng pháo 9 để quay đầu. Vậy thì để ngăn cản nước chiếu của đối phương, Tôn có thể nào dùng xe 2 quay chạy? Đây là một âm mưu tà sát rất kín kẽ của Đông Phương Điền Não. Thế nên chỉ cần là dùng xe quay đầu, tướng thoái một, rồi thừa cơ đưa binh 4 tiến một ngay. Không thể nào là xe này gác lên, chẳng những là xe mất mạng, mà lúc đó chỉ cần xe biên tấn 1 thành sát cục. Cho nên chỉ còn lựa chọn tướng 6 đưa vào, binh chỉ cần tấn 1 để sát cục, bắt buộc pháo 7 rời về. Giờ để nguyên vậy, dùng pháo 9 rời về hai nước, đe dọa chiếm nhập trung lộ, chắc chắn là Tôn bại vong. Chỉ còn cách theo xe này, nhưng pháo sẽ thay đổi mà chầm đáy ngay. Và nước cờ lấy xe để quay về lúc này chẳng những là phạm vào luật trong mãi, mà tới đây là một cơ hội để Liễu Đại Hoa ra tay đưa pháo này của sĩ. Kiểu gì phế đi một pháo rồi đại công cũng cáo thành, tức là đại đao sẽ xuyên tâm, thấy mà không tài nào có thể đỡ nổi, đành phải quy hàng. Bởi vậy sát chiêu này cũng là lý giải cho biến cờ thực chiến, không phải là dùng xe quay đầu về, mà sau khi đối phương dùng pháo chiếu thì Tôn đã dùng pháo của mình để bọc lót. Liễu Đại Hoa dùng C1 rời về, vừa có thể giữ chốt, nhưng không phải chỉ mỗi vậy. Chỉ cần là gì binh 4 tiến 1, vừa chiếu bắt luôn cả xe. Bởi vậy Tôn đưa tướng quân thoái 1 trốn chạy, và Liễu dùng xe này tấn chiếu ngay. Tướng tấn 1 rồi thay đổi, dùng xe đoạt luôn cả sĩ. Bỏ chốt nhưng bắt được pháo, bởi vậy Tôn sẽ phải đưa pháo trốn chạy. Liễu lại tung ra một đòn cờ chí mạng, là xe 6 quay đầu, bắt vào sĩ trung lộ. Quân sĩ này có trời mà giữ được, đành phải đưa tướng quân thoái thổ. Nhưng Liễu không phải là ra tay vội, mà tới đây binh 4 tiến 1 là một nước cờ hiểm độc hơn rất nhiều. Khi mà sĩ này tấn diệt lên thì sẽ chỉ cần tiến 1 thành sát cục. Cho nên cũng là lý do tới đây Tôn Ân Hảo dùng pháo 2 thoái chạy về phòng ngự. Và Liễu xe 6 7 5 đại đao xuyên tâm, không thể nào đỡ nổi cho dù đã thấy sát cục. Tôn tới đây buông cờ nhận thua. Một pha phản vá rất ngoạn mục của Liễu Đại Hoa, từ chỗ rằng đang bị kém thế, kém quân. Nhưng qua một loạt đòn rời chuyển rất kinh nghiệm và lão luyện, thì Tôn Ân Hảo gần như không thể nào trở tay kịp. Còn video này chỉ tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn